tôi như thế này ạ, mong các bạn một buổi lên đi cảm ơn các bạn ạ. Ô 11 ạ?
của khán giả nữ đang tiến về vị trí là các bạn chuẩn bị vé trên tay của mình nha các bạn. Rồi xin được mừng vé của bạn là O11, chính xác, chúc mừng bạn. Với ba chữ ký trực tiếp của đoàn phim ạ. Wow, rất là tình cảm. Bây giờ là anh Lương Quang Sương sẽ bắt. Dạ, xin chào. Xin chúc mừng Y Không Chính. Y Không Chính. Dạ, cảm ơn các bạn mình ạ. Dạ, xin mời hai người chất thiệt thăm ạ. Dạ, xin mời đồng chí xin mời chị Huy sẽ chọn ra tấm vé cuối cùng. Xin chúc mừng vị trí O07. Rồi chính xác chứ mình em. Và quý vị thân mến, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn gửi tới những nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ đến thời gian để dành cho tất cả quý vị thưởng thức bộ phim Thằng Em Lý Tưởng. Chúc quý vị có một buổi xem phim thú vị và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Của chúng ta đó chính là ekip của đoàn phim Thằng Em Lý Tưởng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy dành cho Hà một tràng pháo tay chào mừng nữa ạ. À, các bạn ơi, mình vui lòng mình giật mình giữ trật tự chút xíu để mình đến với phần chính chương trình. Và để quảng bá cho Thằng Em Lý Tưởng, các diễn viên và đạo diễn của bộ phim đã từ Hàn Quốc đến đây ngày hôm nay để trực tiếp gặp gỡ giao lưu với tất cả các bạn. Và xin các bạn, chúng ta hãy chào đón một tràng pháo tay thật lớn và chúng ta cùng chào đón đạo diễn Shin Ha Kyun, Chúng ta sẽ giới thiệu về mình và chia sẻ vài điều đó.
đến với tất cả quý khán giả trong ngày hôm nay. Và đầu tiên chúng tôi xin được mời diễn viên Shin Ha Kyu. Thank you.
nào nhỉ?